con chào cô chú nha. Dạ. À, con thấy là cô chú như mang măng cục để đến viếng cậu Năm ha. Dạ. Dạ quá là quý luôn. Mình đến từ đâu cô? À, từ dưới Bến Tre lên luôn. Dạ vậy là quá là xa rồi. Mà ở Bến Tre là huyện nào cô chú? Ở thành phố Bến Tre. Thành phố luôn ha. À, dạ. À, măng cục này con nghĩ chắc là ở dưới luôn ha. Dạ. Có hình như là bánh bánh này rồi nhang nữa. Trời ơi quá quý. Không dưới không, mình ở dưới lên đây có bị mắc mưa không cô chú? Dạ không có. Dạ ở trên đây nãy giờ thì mưa lắc rắc. Dạ nhưng mà chưa. Dạ. Dạ. Trời là từ dưới Bến Tre mà lên đây con nghĩ cũng 2-3 tiếng ha. Dạ. Dạ. Tích đi một lần rồi. Dạ, vậy là đi một lần rồi. Lúc trước đi sớm, khoảng 3 mấy đi rồi. À 3 mấy khuya ha con? Dạ. Dạ. Khuya đi. Nay hôm qua đi về trễ quá nên nay đi trễ nữa. À vậy là mình đi làm hay chứ? Dạ. Rồi về trễ. Về trễ. Rồi hôm nay mình đi trễ luôn. Dạ, trời ơi bến. Hôm nay là ngày 69 rồi. Hôm trước là mình đi hết thứ hai hả chú? Dạ hết thứ hai ha. Vậy là hôm nay cũng lâu rồi. Vậy là hôm nay chắc là cô chú sẽ thấy có nhiều cái gọi là mới lạ luôn á. Dạ. Rồi thôi con mời cô chú vào để viếng cậu Năm nha. À, thì bây giờ 15 mét sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị ha. Thì ở đây như các cô chú các anh chị thấy thì cô kiếm ha. Đó thì cô cầu nguyện rất là lâu luôn. Chị gái ơi, mình đến đây mình đến từ đâu chị gái? Thủ Đức hả chị? Dạ em nghĩ là chắc đến 2 lần rồi đúng không? Tại vì em nhớ tại vì em thấy quen lắm, thấy cô thấy quen lắm. Dạ ơi ơi gì vậy từ đó cậu trứng à, cậu kia đem xuống đi à. Ủa mới cúng mày đem xuống gì? Vậy đó. Tại nói giỡn thôi. Dạ. Chị ơi, khi mà lần này mình đến thì mình thấy như thế nào chị? Lần này mình đến mình thấy mộ cậu Năm khác không? Khác hơn. Có một cái tấm ảnh mới chị thấy chưa? Em ơi, em cho chị cái mâm tròn bự đi. Tuyệt vời quá. Cô ơi con chào cô nha. Chào em. Dạ cô bị khiếm thị lâu chưa cô? Cô bị lúc 3 tuổi đến giờ luôn. À 3 tuổi đến giờ ha. Dạ thương cô quá. Lần này là đến lần thứ 2 phải không cô? Đúng rồi. Dạ. Bữa thì có mua thuốc với bia mà nó trễ mà. Dạ. Không có mua kịp tránh. Dạ. Thôi xúc động quá. Dạ. Một bông với cái cây. Dạ. Con đốt với tiền đi con. Dạ. Con đốt với tiền đi con. Có một quẹt đâu. Có một quẹt đây nè để em. Cái này chị gái ơi. Đây ra đốt cũng cho. Chắc là mình đốt với tiền vàng bạc phải không chị? À. Bây giờ mình ra đây để mình lấy một cái chị mình ra đây hả chị? Lấy cái đó chắc em cũng phải đốt Khang ơi. Mình đổ dầu vô mình đốt đi. Tại vì mấy cái chân nhang là mình phải đốt. Chứ mình không có bỏ sọt rác được. Đó, thì bây giờ chia ra đi, mỗi người một cái đi ha, cho nó lẹ. Đốt cho cậu. Để cậu đi làm từ thiện. Đó mình cứ rải hưa và là nhanh chóng. À, hình như mưa rồi phải ha. Hình như mình cũng phải từ từ, nó trái không kịp luôn á. Trái không kịp lắm, mấy cái dày quá. Phải nói là mấy hôm nay ngày nào cũng mưa hết. Nãy cũng mất mưa mấy lần. À, vậy là từ Sài Gòn qua đây mắc mưa mấy lần quá hả chị?
Dạ. Không biết mình lên đây là mấy người chị? À, 4 người, tức là hai chú, hai chị gái dưới là bác ha. Chú lần này là lần thứ hai đến luôn hả chú? Dạ. À, lần nào mình cũng đi 4 người luôn. Vậy là phải nói là 4 fan ruột của cậu Năm. À, mình đổi hướng đi. Nó bay gió quá. Rồi chắc là hết rồi ha. Để con kiếm cái cây đó con trộn lên cho trái hết luôn thì cậu Năm mới nhận được hết được. Đây con có cái cây rồi. Thì con... Anh đừng chọn, anh rách đó, đách tiền. Hả? Rách không? Rách đó, ở dưới không có xài được. Vậy hả? Wow, chị là chị con biết rất là rõ rách, ha. Rách à, nhưng mà trái không hết mà nhận được không? Để lên thôi, nó trái hết. Trái tự nhiên đúng không? Sợ là sợ không? Mình chọn là ở dưới người ta ra đách tiền. À, wow, chị gái cũng có một cái suy nghĩ rất là đúng ha. Sợ là sợ nó không trái hết hả chú? Đúng rồi, trái chứ. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình vào đi. Cái chắc cũng là trái chắc cũng xong hết rồi. Thì cô nói nói chung là khán giả thì nói chung mình cũng không có thể nào mà buộc ai được, nhưng ai cũng có công có việc. Dạ. Ý cô thì có cái tâm nguyện của cô là cô muốn là sau này cũng như không có một Vũ Linh thứ hai đâu. Yeah. Nhưng mà con cũng mong ước là mai mốt cũng biết đâu được anh Vũ Linh mất, nhưng mà anh cũng phù hộ cho có người ca hay như anh. Yeah. Rồi với lại khán giả thì cũng đừng có bỏ anh. Yeah. Ví dụ cho dù cái ngày nào mình bận thì mình cũng thu xếp một ngày nào đó mình rảnh rảnh mình đến mình đốt nhang cũng. Yeah. Cho anh. Yeah. Để anh buồn tội. Yeah. Yeah. Cô thì lúc nào cô nói chung không hứa được gì. Yeah. Vì cô kiếm thị. Yeah. Đi là phải có con nó chở. Yeah. Và bà cũng nói thật luôn, không phải là cô nói gì. Hồi nào giờ tất cả mộ của tất cả các nghệ sĩ á. Yeah. Thì ai cũng, cô nói chung ai mình cũng quý, mà mỗi người mình quý một cách riêng. Yeah. Chứ không phải là gì mình cũng so sánh với ai. Nhưng mà lần đầu tiên là cô đến mộ của nhạc sĩ Hoàng Huệ nè. Yeah. Nhạc sĩ á. Yeah. Của Hoàng Huệ đó. Bây giờ của anh Vũ Linh là lần thứ hai. Yeah. Là hai lần cô đến. Yeah. Mộ là chỉ có anh Hoàng Huệ thôi. Yeah. Thật luôn á. Yeah. Thì cô cũng nhát lắm, cô không dám đến. Yeah. Mấy cái gì trang thiệt. Yeah. Nói chung cho nó dốc con bà cũng biết. Yeah. Nhưng mà mình quý thì mình tin tưởng thì ông bà phụ cho mình thôi. Dạ đúng. Dạ. Rồi, không có gì hết. Cô bị khiếm thị từ nhỏ hay sao cô? Đúng rồi, cô 13 tuổi đến giờ. Cô ơi. Dạ. Cô cho con hỏi một câu nha. Trước khi hỏi câu này thì con xin lỗi cô một cái nha. Là thường là người ta nói là khiếm thị, mấy cô khiếm thị con thấy nhiều là hát hay lắm. Cô biết hát không cô? Biết, nhưng mà biết sao không? Dạ. Vì thứ nhất là cô đang khang tiếng. Dạ. Thì cô đang điều trị cái cổ á. Dạ. Thì đang bị bệnh là. Dạ. là đang điều trị bác sĩ không có cho ca nhiều. Dạ. Và tại thích cái chương trình Khương Dừa cho nên đi thi. Dạ. Hôm nay cũng lên giấy anh phụ. Dạ. Cho đậu tại vì đam mê. Cô thi chưa cô? Thi chưa cô? Thi rồi. Cô tên gì cô? Nhưng mà bữa nay cô về hội nó không có kịp ca đâu. Dạ. Cô tên gì vậy cô? Cô hả? Cô tên Nhị. Cô tên Nhị, cô đi thi là cô tên Nhị luôn. Cái gì Nhị cô? Nguyễn Thị Nhị. Nguyễn Thị Nhị đi thi chương trình Ngôi Sao Mịt Vườn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Không, cô bây giờ cô cố gắng cô hát một khúc được không cô? Khúc thôi. Thôi đây bữa nào đi. Bữa nào đi chứ cô đang điều trị mà. Cô đang điều trị với là cô bận lắm. Dạ. Tại vì không phải là cái gì. Dạ. Thực sự bây giờ về tới thành phố Thủ Đức rồi vô hội người phụ lãnh quà nữa. Dạ. 2 giờ phải có mặt. Dạ. Ông xã cô cũng kiếm thầy ông đàn hay lắm. Dạ. Dạ. Tự vì trễ quá chứ không bữa nào không dám hứa nha. Dạ. Hứa sợ anh Linh anh nói mình thất hứa. Dạ. Có dịp đi cái ráng năn nỉ anh lên đây anh đàn. Dạ. đàn hát cho anh nghe. Dạ. Vậy là cô đàn chắc cũng hay lắm ha. Ông xã đàn cổ, cô đàn nhạc. Cô hát. Cô đàn nhạc. À, ông xã đàn. Cô vậy cô làm cầu đi cô. Cô bị đau họng. Thôi cô bị đau họng. Cô đang điều trị. Mình không cho cô đâu, cô đang điều trị mà. Cô đang điều trị cái cổ. Mà phải như là cô. Thôi vậy chị gái đi. Cô đã hát thì tuyệt vời luôn mà cô đang ở đâu không? Đúng rồi con. Con á. Dạ. Cô mấy người con? Con ba đứa lận. Ba đứa ha. Hai đứa. Cái này xinh điên quá. Dạ. Con. Vậy là hai, vậy là chị sinh đôi hả đúng không? Đây có mình đâu là mấy chỗ đi. À chị là đầu tiên. Còn hai người sinh đôi nữa. Wow. Hai đứa em nó ghẹ, có hai đứa em đi chung. Dạ. Đẹp gái quá ha. Có đi chung không cô? Có, hai đứa em đi chung kìa. Dạ. Hai cậu đó đó. Em gái hai cậu đó cô.
Cái năm nay nó được 27 á. 27 tuổi hả? Dạ. 27 tuổi. Cô chỉ cấp là không có Vũ Linh thứ hai nha mọi người. Dạ. Cô ơi, cô cho con hỏi. Không, nói chung là cô không có ép ai phải giống như mình, nhưng đối với cô nha, là trong cái tâm tâm của cô là cô nghĩ là không bao giờ có một anh Vũ Linh thứ hai đâu. Hát hồ quảng á. Mà anh hát cải lương cũng hay. Trời ơi, cô nói thiệt á, không phải nói. Hồi trước cô hay nói giỡn á, lúc mà cô còn à, lúc đâu cỡ còn con gái nha, cô nói ước gì mà được sắp xếp cho anh Vũ Linh á. Trời ơi. Nói thiệt. Tại vì mình thích lắm. Dạ. Đam mê anh ca lắm, thích lắm. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. Cô cô mà chạm đến bao nhiêu trái tim của khán giả. Không, cô nói thật coi lúc mà đám của ảnh là cô không có đi được, tại vì không thắp nhang thì gia đình cho vô, nhưng mà mình thấy đường đông quá mình đi cũng đâu có được. Mà cái nhà bật lên là nghe khóc không á. Cái lúc mà nghe chị Đôi Mỹ mà chỉ lên chị hát cái biết không, cái lần đầu tiên cái đám á, đám cái đám đám ảnh, trời ơi, cô ngồi cô khóc sướt mướt luôn. Với mỗi cô nghe Kim Nga đó. Dạ. Cái lúc mà cô đi Vinh Cô nè, mà cô đi nghe Kim Nga hát 49 ngày của ảnh đó. Dạ. Trời ơi, tự nhiên cô ngồi khóc sướt mướt luôn. Mưa nhớ cậu. Ờ đúng đúng đúng, mưa nhớ cậu. Trời ơi, giống nhai mà quýnh mình vậy. Mà cô nghe đi nghe lại 3 lần. Biết sao không? Nghe là Kim Nga nó hát là nói chung bao nhiêu cái tình cảm nó chứa trong đó hết. Dạ. Nó nói là Kim Nga còn nhỏ mà. Dạ. Còn nhỏ. Chắc Kim Nga năm nay tầm 30 mấy à. Dạ. Cho nên thì cô cũng 50 mấy thì nói cái bằng em cũng được rồi. Dạ, đúng rồi cô. Năm nay cô cũng 51 rồi. Dạ. Quá tuyệt vời luôn, cô bị khiếm thị mà cô phải nhờ con hả cô? Nhờ con chở đi đến đây. Cô ơi, cô cho con hỏi ha. Cô khiếm thị, cô không có thấy được cái video, cô chỉ nghe được tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ thì cô theo như suy nghĩ riêng của cô thì cậu Năm Vũ Linh có cái tài cái đức gì mà khán giả đến tận hôm nay vẫn viếng rất là đông hả cô? Thì như nãy cô nói đó, cô nhiều khi nói nhiều quá người ta không hiểu, nói mình là buộc hay là cái này kia, nhưng mà theo cái tâm của cô thôi, chứ cô không buộc ai giống như mình. Ý cô cũng nói là giống như ảnh làm việc từ thiện, nhưng mà ảnh không có muốn cho ai biết. Sau này khi ảnh mất đi á, cô nói thật sự cô mới biết luôn, chứ hồi giờ ảnh sống mình đâu có bao giờ biết ảnh làm việc từ thiện, mà không phải là nghe ảnh biết từ thiện đấy mà mình đến mình xin hay cái gì nha. Nhưng ý mình nói là cái giống như là ảnh có tâm có đức, ảnh làm anh không cần ai biết, chỉ cần cái tâm mình biết. Giống như anh nói là nghệ sĩ nhân dân để làm cái gì, miễn là trong lòng khán giả là được rồi, bao giờ anh cũng là nghệ sĩ nhân dân. Đối với cô vậy đó, thì nếu mà hôm nay cô nói là thật với cái lòng, nếu mà cô có nói cái gì sai á thì cũng mong khán giả bỏ qua. Nhưng mà cô nói là nói thật với cái tâm của mình. Hôm nay là cô nói bằng tất cả cái tâm, suy nghĩ như thế nào nói vậy thôi. Đối với cô là ảnh là một, nói chung một nghệ sĩ là nhất 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 luôn rồi, nhất, không nhất, biết nhất, nói nhất. Sao luôn. Quá nhiều chữ nhất. Đúng rồi. Chứ không có ưu tú. Cô nói là nhân dân, cô nói thì nhiều khi cũng chỉ là trên mặt cái tờ hay là cái tiếng thôi. Nhưng mà trong lòng khán giả mới là quan trọng. Cái điều đó mới là tuyệt vời. Chứ giờ mấy em có thấy không? Tại sao đến ngày hôm nay người ta vẫn đến? Người ta đó, hôm nay nãy cô đi đường rồi cô nói, trời ơi, không biết hôm nay chắc hôm nay xây mộ cho ảnh này đó. Không biết là còn có đông không? Hay là hôm nay là vắng rồi, cũng cầu cho đông. Mà thật, hồi nãy vô đây cô hỏi con cô chứ đông không? Nó nói cũng đông lắm mẹ. Vậy mình cũng vui. Nhưng mà mình không thấy, nhưng mà nghe xung quanh mình vậy nè. Mà cô biết cũng đông. Đông lắm cô. Đó, nói chung đông vậy. Cô. Thì đó, cô là vậy là cô mừng rồi. 10 cái điện thoại đang chỉ vào cô. Năm xưa 20 cái luôn. Không mà nếu mà cô nói gì có sai thì... Dạ, không sao. Cô nói, mấy em cũng được cái buồn nha. Tình cảm của cô nói, mà cô. Đó là cô nói thật là trong cái tâm. Hồi đó là cô nói lúc mà đám, cô nói với mấy đứa con cô á, nếu mà cô mà thấy đường là cô cũng đi đốt nhang cho ảnh. Nhưng mà cô không thể đi được. Nói thật không thể đi được. Rồi cái ngày đưa ảnh cô cũng đi mà không thể đi được. Mình không đi đường, sao mà đi rồi. Khó khăn hả cô? Rồi khổ người ta thêm nữa. Dạ. Đó giống như cô Diệu Hiền cô nói đó, cô đi cũng khó khăn là khổ người ta. Dạ. Rồi cho nên là hôm bữa là cô nói giá nào cô cũng đến cô đốt nhang. Mà cô nói nha, nói thật hôm qua nè, cô nói là hôm nay là đi đốt nhang cho ảnh, là nói trước mấy ngày, mà hôm qua là ngủ không được. Không biết là sao đâu á. Chắc cậu Năm nhắc. Không, nói thật luôn là Năm do mình nói. Không, cô không có nói là chị đang vậy đó. Nhưng mà Năm qua ngủ được thường thường á, là cô cài đồng hồ 6 giờ là nó báo rồi. Nhưng mà dậy không nổi. Rồi cái đầu cứ nằm hoài mà ngủ cũng được nữa. Thường thường là mình ngủ lại, giờ là ngủ lại không được. Cứ trăn trở hoài vậy đó. Cái cô nói thôi chắc anh Vũ Linh anh chắc anh nhắc mình nói này là đốt nhang á. Cô nói thật không phải là cái này mình nói gì nha, nhưng mà thôi cô bật dậy cô đi,
bất kể giá nào cũng phải đi lên đúc nha. Dạ. Nói vậy đó, cho nên là thí dụ cô có nói gì mà sai thì cũng gắng giảm bỏ qua chứ. Dạ. Cô nói từ cái tâm mà không có gì sai. Không, nói thật. Cô chia sẻ là tuyệt vời nhất rồi đó cô ơi. Không, cô nói thật đối với cô là anh Vũ Linh là nhất. Nhất, số nhất, một nhất, nhất đúng không cô? Nói như nãy cô nói. Số 1. Số 1, đúng không? Số 1. Number 1. Đúng rồi. Number 1. Không ai hơn đâu. Dạ. Quá tuyệt vời rồi, con cảm ơn cô nha. Rồi tụi con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Chúc cho cô là nhiều sức khỏe ha, dạng sự như ý nha cô. Ừ, cô cảm ơn nha. Dạ, tuyệt vời quá. Chúc em lúc nào cũng sức khỏe là chính. Dạ. Rồi xong rồi là mình đăng lên YouTube mọi ngày cho khán giả xem, nhất là những người như cô đi đường á. Với nhưng mà nói này thì mấy em đừng có giận. Cô mong là tự vì người ta không đến người ta xem được. Cho nên cô muốn đăng cái gì là phải có thật. Có thật. Thứ nhất là mình mừng cho anh. Dạ. Thứ hai là mình biết cái đó là cái thật. Cô nói thật là nói cái này là cô xin lỗi trước mấy em đừng có buồn. Dạ. Giống như ông Kỳ mà cái đám của anh đó. Dạ. Cô nghe nói hôm nay cô Vũ Linh, cô Tài Linh về. Dạ. Mà nói thật cô cũng thích Tài Linh với Vũ Linh đóng lắm. Dạ. Dạ. Mình cũng mong về, tại vì nói hôm nay Tài Linh về nè mấy bạn, mình lên mình nghe có đâu. Dạ. Cho nên là cô mong muốn là ai sao nhưng mà đối với mấy em ở ngay trước mặt cô ngay đây nè. Dạ. Là cô mong muốn là mình đăng cái gì có thật cái đó. Dạ. Đó là thiệt chân thành. Rồi cái gì là đừng buồn cô nha. Dạ. Okay, nha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn chị đó nha. Dạ. Vui là chính. Vui là để chính. Để phục vụ cho khán giả nha. Rồi lần sau cô có lên được thì cô hát mới được nghe. Dạ. Đẹp rồi. Rồi. Đó cô có nghe tiếng không? Khán giả vô rất là đông, cô thấy không? Đó. Em chạm lên em về nha. Dạ, bây giờ cùng đưa cô ha, ra xe để tiện cô về. Rất là thương luôn. Như các cô chú anh chị thấy thì cô bị khiếm thị là từ lúc 3 tuổi. Và hôm nay cô đến thì cô chia sẻ bằng cái trái tim của cô. Phải nói là đụng chạm đến rất là nhiều cái cảm xúc của mọi người luôn đó. Rất là tuyệt vời. Thì đến đây thì 15X Bình Dương xin phép và tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô, chú, anh chị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.